Nào nào các bạn ơi, hãy quyên góp kẻ ít người nhiều cho các bạn nghèo vùng sâu vùng xa nào. Nào nào nào, quyên góp đi, quyên góp đi. Các bạn ơi, người ít người nhiều nào, quyên góp đi, quyên góp đi. Nào quyên, đây đây đây. Nào quyên góp đi, quyên góp đi nào các bạn ơi, kẻ ít người nhiều cho các bạn nghèo vùng sâu vùng xa nào, quyên góp đi. Mày làm cái gì đấy? Cô giáo đến rồi kia kìa. Đâu? Chào các em, chào các em. Em vào lớp đi. Các cậu định phá nội quy nhà trường đấy à? Đài của ai đây? Dạ, đài của em ạ. Cậu cũng tham dự vào vụ này à? Dạ, không ạ. Chỉ có em và bạn Thịnh thôi ạ. Thế đồng phục của cậu đâu? Dạ, đây ạ. Thôi được. Ai cho phép các cậu tuyên truyền không công cho loại nhạc kích động này hả? Dạ, đấy có phải nhạc kích động đâu ạ. Còn không phải nhạc kích động. Từ nay, tôi cấm các cậu không được tập trung nhảy nhót điên rồ như thế này nữa. Nghe chưa? Đi vào học đi. Dạ vâng ạ. Ba, sao ba lại vứt đĩa nhạc của con như thế? Tại sao ạ? Nhục, nhục lắm. Mày bôi do chất chấu vào mặt ba mẹ mày như thế này, còn chưa đuổi sao? Hả? Từ nay, tao cấm mày không có nhảy nhót hip hop gì như chưa? Con đi cấm chưa học, con mới chẳng cái. Ba, ba không có quyền làm thế. Tao là bố mày, tao đẻ ra mày, tao nuôi mày học đến ngần này mà tao không có quyền hả? Đồ mất dạy. Đấy là sở thích của con, ba không có quyền. Cái gì? Sở thích nhố nhăng đồ trụy như thế này hả? Đã bao nhiêu lần tao cấm mày rồi, mày có nghe tao đâu? Mày vẫn trốn học đi nhảy nhót. Lần này mày lại còn bày trò múa ra ngoài đường để kiếm tiền. Tao nuôi mày ăn học không phải để mày kiếm tiền một cái nghề đốn mặt này, nghe chưa? Hip hop cả thế giới người ta yêu thích, không phải đối chuyện như ba nghĩ đâu. Ba nhầm rồi. Tao đẻ ra mày, tao lại nhầm mà. Ba nhầm đấy. Nhầm. Hip hop. Thôi thôi, tôi xin lỗi đấy. Ba bỏ tôi ra, bỏ tôi dạy nó. Con bây giờ. Thôi đi con. Mẹ bỏ con ra, để xem ba cư xử với con thế nào. À, mày gan lì đấy. Đó là niềm đam mê của con, ba không cấm được đâu. Thôi. À, mày ghê nhỉ, bà nghe thấy chưa? Thôi được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ không cho mày ăn, không cho mày uống. Xem mày có nhảy nhót được nữa không? Thôi. Bà đi đi. Thôi tôi xin ông. Mất dạy. Ô, ông làm thật à? Ông điên à? Ông định không cho nó đi đái đi à? Mà lại còn nhốt nó. Mặc sao nó.